Trong dịp Tết, hoạt động kinh doanh buôn bán tại các chợ đều gia tăng so với những ngày thường. Thời điểm này, lượng hàng hóa dồn về nhiều và nhiều yếu tố chủ quan do bận rộn kinh doanh hay phát sinh các thiết bị điện là điều kiện dễ dẫn đến cháy nổ xảy ra. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các chợ, cảnh sát phòng cháy chữa cháy phối hợp với các ngành chức năng ở địa phương tổ chức đợt kiểm tra các chợ nhằm phát hiện khắc phục trường hợp vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, chủ động phòng ngừa không để xảy ra cháy nổ. Ban quản lý các chợ đều nhận thức được tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy, đã chủ động trang bị các phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ như hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, máy bơm chữa cháy, phục vụ yêu cầu khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Công tác phòng cháy chữa cháy là công tác hàng đầu của chợ, thì chúng tôi là cho làm cam kết để cho tiểu thương nắm rõ cái nội quy phòng cháy chữa cháy. Cái là chúng tôi kiểm tra các cái là vật là đun nấu cũng như là thờ cúng nhang đèn rồi xăng dầu các chất nhựa các thùng cắt tông là để là vận động bà con là lên là sập xếp lại cho nó ổn định để không được để tránh cái phòng cháy cháy. Chúng tôi dọn các đường là cho nó chống chảy, phóng sơn, dạch sơn để vận động bà con tiểu thương đưa cái đường đi thoát hiểm của cho mà phòng cháy cháy cho nó thoáng. Chúng tôi là vận hành máy là một tuần hai lần là kiểm tra các thiết bị chuyên dùng rồi đồng thời là cho nước ra dồi để đảm bảo cái công tác phòng cháy chữa cháy cho tạo là trước và sau Tết cho nó tốt. Ở đây cái đội phòng cháy chữa cháy là gồm 15 anh em đội dân phòng cùng với là 4 anh em hợp tác xã. Sẽ túc trực ở đây là ban ngày làm việc là 10 anh em, tối là trực là 4 anh em. Khi có sự cố thì anh em mới tiến hành là phân công đã có phương án rồi. Thì vị trí nào anh em đến vị trí nấy. Còn về cái bình chữa cháy mini thì hợp tác xã nó bố trí là 46 bình. Tập trung ở 4 cái góc chợ và những cái hộ tiểu thương thường xuyên ở đây. Còn là 10 bình thì ở tại điểm chính. Có gì thì anh em mà tập kết lại đó là lấy bình đi là chữa cháy. Nhận thức việc phòng cháy chữa cháy là công việc chung, tiểu thương đã tự trang bị bình chữa cháy xách tay và thường xuyên kiểm tra hệ thống điện. Tại vì cái phòng cháy chữa cháy bây giờ thì đương nhiên mình phải tự bảo vệ tài sản riêng của mình và cả chung của xã hội luôn. Thì cái đó nó cũng như là mỗi người vì mọi người, phải như vậy mới được. Điện đài mình phải bao vỏ rồi đàng hoàng, lâu lâu mình phải cũng kiểm tra rồi với mình phải cái điện đài mình phải gắn những cái hệ thống cho nó đường hoàng. Khi mình về nhà thì chiều mình đóng cửa lại rồi mình cúp điện để mình bảo đảm an toàn về vấn đề điện cháy. Mỗi người đều mình cũng có phải ý thức về phòng cháy chữa cháy để giữ tài sản riêng của mình và tài sản chung của xã hội hết. Thời điểm này các cửa hàng kinh doanh nhập hàng với số lượng lớn để phục vụ khách mua sắm dịp Tết Nguyên Đán. Do đó công tác tuyên truyền kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy cần được tăng cường. Cùng với sự chủ động sẵn sàng cơ động của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, mỗi người dân cũng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy theo phương châm phòng hơn chống để mọi người mọi nhà đón năm mới bình yên, an toàn.